Hứa ăn mày tóc dài này đang lang thang bán khoai lang trên đường phố, nhìn đã thấy ngu nhưng lại là cao thủ bất hủ. Anh ta có thể một mình cân cả một băng đảng lớn mạnh. Võ mèo cào ngao lộn nhào đạp gãy sống lưng đối thủ. Chẳng biết sư phụ của anh ta là bậc tiền bối hay pháp sư đến từ mảnh đất Trung Hoa. Hai tay hai dao anh cũng trông một đá vỡ mồm. Cầm gậy càng chẳng là gì đối với anh. Hạ gục đối thủ với cú móc mồm cào ngao, đạp banh háng cho thằng này khiến từ đây cậu nhỏ thấy gái xinh cũng chẳng thể ngấp đầu lên nổi. Dây xích trong tay như một vũ khí bất bại, quấn cổ siết chặt đến chết thì thôi. Tên trùm băng đảng lao tới cũng bị anh xích như một con chó, cứ thế được một vé đi gặp Diêm Vương. Đánh với lũ danh con này chỉ trong phút mốt, không hơn không kém anh đã hạ gục hết đối thủ. Nhưng cuối cùng anh gặp phải một thế lực tâm linh ác quỷ, bọn chúng chuyên bắt những đứa trẻ. Một khi đã thu thập đủ những đứa trẻ, chúng sẽ làm một buổi lễ để triệu hồi từ kỵ sĩ. Khi đó chúng sẽ có năng lực để biến thế giới thành ngày tận thế. Bọn chúng đã đánh anh thừa sống thiếu chết khiến anh bị thần chết tới gõ cửa. Lúc này một chân anh đang nằm trên dương gian, còn một chân lại nằm dưới âm phủ. Vậy anh ta là ai và có thể đánh bại được lũ ác quỷ giải thoát được cho mình hay không? Thì xin mời anh em xem bộ phim gây cháy vé các rạp chiếu phim khi ra mắt mang tên Bậc Thầy Bóng Tối nha. Mở đầu bộ phim là cảnh một nhóm công an đang làm nhiệm vụ. Họ được thông báo ở bệnh viện có biến lớn. Mọi người cầm theo hàng nóng đi vào chỉ thấy những cái xác đang nằm la liệt bên tường. Lúc này đột nhiên có một anh chàng cầm chân một chiếc xác lôi ra như được mùa. Không ai khác đó chính là nam diễn viên chính tên John. Công an liền lập tức bắt John về. Sau đó tên đầu cắt moi vào phòng giam tra hỏi để điều tra, cắm nhẹ cái dây ghi âm rồi hỏi mày tên gì. Tên của bố mày là John. John gì? Bố mày là John Da. Hắn thấy anh trả lời trống không thì hét lên. Mày có biết bố mày là ai không? John nhẹ nhàng đáp trả. Bố tao tao còn chẳng biết thì bố mày có là cái mẹ gì đâu. Thấy dọa thì John cũng chẳng sợ. Tuy rất là a cây con chim cú nhưng đầu cắt moi vẫn phải hạ thấp giọng. Tôi đến đây để giúp anh nhưng anh phải cho tôi biết sự thật. Tôi thấy ba lô đồ đạc của anh trong phòng bảo vệ. Vậy anh là nhân viên bảo vệ à? Bố mày là người gác đêm. John liền kể lại câu chuyện. Thực ra trước đó John như một tên ăn mày đang lang thang đầu đường xó chợ, cơm không có mà ăn, nước không có mà hút. Thì biết được tin một bệnh viện bỏ hoang đang cần người gác đêm nên anh liền đến đó để xin việc. Một công việc tuy không có lương nhưng cơm ba bữa quần áo mặc cả ngày như vậy là quá đủ đối với cái xã hội hiện tại. Ông chủ thấy có người đến xin việc thì vui như mở hội tiếp đón và đưa anh đến phòng của anh. Đến nơi vừa bật điện lên thì bất ngờ thấy chị đẹp với ố to đang cầm cây gậy bóng chày to tổ bố. Chưa đủ thỏa mãn nên chị còn gắn thêm lớp lưới đinh xung quanh. Chị đẹp này tên là David. Thấy John cũng to cao đen hơi sáu múi mờ lem nên chị đẹp định dùng chiếc gậy 20cm của anh để thay thế cho chiếc gậy bóng chày. Gai hú chỉ là phù du công phu mới là tất cả nên anh thẳng thừng từ chối. David thấy vậy thì liền tức giận bỏ đi. Tiếp đó anh gặp được chị gái Janet và cậu con trai của cô tên Benison. Chị nói hiện tại đang là tháng 7 cô hồn như lời đồn, là thời điểm tồi tệ nhất trong năm. Ác quỷ xuất hiện rất nhiều vào ban đêm và bắt đi những đứa trẻ trong tòa nhà. Những người gác đêm trước đây đã bị bọn chúng sát hại một cách dã man con ngăn, không thì cũng vì hoảng sợ mà bỏ chạy tụt quần không bao giờ quay lại. Sau cùng cảm ơn John vì đã đến đây làm người gác đêm, lão già kể rằng bọn chúng xuất hiện vào ban đêm và bắt đi những đứa trẻ. Chỉ trong thoáng chốc đứa trẻ đã biến mất, đó cũng chính là lý do Janet luôn nắm lấy tay đứa con thơ không dám rời chỉ nửa bước. Còn cô bé tóc vàng này là Dylan, bạn thân của Benison. Ông cũng đưa cho John một chiếc vòng và bảo anh hãy giữ nó bên mình vì đó chính là biểu tượng của Hanuman ngài vua khỉ. Nó sẽ giúp anh xua đuổi cái ác và ma quỷ. Tuy John không tin vào thần khỉ nhưng anh vẫn giữ nó. Sau khi hốc bữa tối xong màn đêm cũng dần buông xuống thì cũng là lúc John bắt đầu công việc gác đêm của mình. 10 phút nữa tòa nhà sẽ tắt đèn. Những bàn nhang trước cửa mỗi phòng đều là tượng trưng cho một đứa trẻ đã bị lũ ác quỷ bắt đi. Cuối hành lang là một bức tượng nữ thần Santa Maria có cánh được bao quanh bởi rất nhiều dây xích. Bất ngờ anh nghe được lời nói vọng ra từ bức tượng, ngươi đang đi đúng hướng đó, cái ác phát triển mạnh mẽ bên dưới lòng đất. Nhưng khi anh kiếm tìm thì lại không thấy ai. John cúi xuống cầm tấm ảnh của đứa nhỏ trước cửa lên xem. Bất ngờ một bàn tay chạm lấy tay anh khiến anh suýt thì tè ra quần. Anh suy nghĩ đến lời nói vang lên bên đó và quyết định đi xuống dưới hầm. Dưới này có một cánh cửa, máy dò tần số phát hiện ở dưới hầm này có điều gì đó mờ ám, càng tiến gần cửa thì tần số càng lớn. Nhưng John quyết định không mở cánh cửa này mà lùi lại sau. Bàn tay lúc nãy lại xuất hiện chỉ thẳng vào cánh cửa khiến anh thót tim con chim cú. Nhưng khi anh soi đèn lên thì lại không thấy gì cả. Thấy nơi này thật mờ ám và yêu khí quá nhiều, anh liền quay lại bên trên tầng lầu thì phát hiện cánh cửa phòng tự mở khói bay nghi ngút. Ác quỷ với chiếc mặt nạ chim quạ xuất hiện cùng với một thằng đàn em, à ta đang bắt một đứa trẻ. Thấy John, tên thuộc hạ lao tới du đấu với John. Mặc dù John có thể chọi với chục thằng côn đồ, nhưng với ác quỷ thì John lại bị lép vế. Hắn thẳng tay đâm con dao vào bụng hạ gục anh ngay lập tức. Con mặt quạ này thẳng chân đạp vài phát vào giao diện của John. Khi mọi người phát hiện ra anh thì lúc này anh đã đang trên đường đi tour đến âm phủ, dùng nước thánh để rửa vết thương cho anh. Ông già còn làm lễ cúng để gọi John trở lại. Tuy thân xác anh ở đây nhưng linh hồn lại đang dưới âm phủ bị trói buộc. Một thần chết đang gần như chết đói chẳng thấy da với thịt chỉ toàn xương sở xuất hiện, không ai khác chính là Hanuman thần khỉ. Ông ta cho anh một cơ hội để quay trở lại dương thế đánh bại lũ ác quỷ muốn hủy hoại thế giới. Cứ như vậy John bước ra rừng trước những con mắt và sự ngỡ ngàng của mọi người. Thấy John tỉnh lại, lão già liền đưa anh đến nơi thầm kín để đàm đạo. Ông biết Hanuman đã giúp đỡ anh nên liền nói Hanuman cần một vật chủ, ông ta có thể kiểm soát anh nhưng sẽ không giết anh. Phía bên kia, bọn ác ma đưa đứa trẻ đã bắt được Dylan về căn cứ.
Mặt lèo đeo mặt nạ tên là Mephisto cũng là trùm ở đây. Đứa nào đứa ấy móng tay dài như chưa từng được cắt, cứ như là đang bắt trên thời 9X. Chỉ cần bắt thêm hai đứa trẻ nữa là bọn chúng có thể triệu tập được tứ kỵ sĩ, mở ra cuộc thảm sát khiến thế giới diệt vong. Quay trở lại phòng tra khảo, đầu cắt Moi không tin những gì anh kể lại và cho rằng chuyện Mephisto bắt cóc những đứa trẻ và cả tứ kỵ sĩ đều là do anh bịa ra. Hắn cho rằng anh bịa chuyện chỉ để che giấu đi sự thất bại của John trong kế hoạch bắt cóc những đứa trẻ đó. Đầu cắt Moi nói hắn sẽ tìm manh mối để chứng minh rằng anh đã bắt cóc những đứa trẻ đó. John tiếp tục kể câu chuyện, sau khi anh tỉnh lại thì gặp cậu bé Benison, cậu nói với anh liệu có thể cứu được mọi người. Nếu không có gì thay đổi thì đêm nay lũ ác quỷ sẽ đến bắt Benison đi, đúng như những gì cậu bé nghĩ. Bọn chúng thả khí đồ gây mê khiến cho tất cả mọi người mê sảng và ngủ hết đi. Chúng vào thẳng phòng của Janet và Benison để bắt cậu bé. Khi ra đến cửa thì lúc này John đã đứng đây từ chiều. Thả cậu bé xuống, nếu không tao sẽ cho chúng mày một vé chuyển kiếp nhân sự. Mặt lèo đeo kính lặn thấy vậy thì liền cầm dao lao đao tới. John nhảy lên định cho hắn một cước mu bàn chân thì bị hắn đạp cho xé háng. Rồi hắn cứ liên tục giã thẳng chân vào giao diện của John khiến anh trở thành người có máu mặt. Vậy là lại được đi gặp thần khỉ một lần nữa. Ông ta thúc giục anh đứng dậy và trao cho anh sức mạnh của khỉ khiến John bừng tỉnh khi bọn chúng đang rời đi. Thấy John còn đứng dậy được thì bọn này mặt điếu hiểu kiểu gì. Mặt lèo kính lặn cay giấy liền lao vào muốn kết liễu anh tiếp. Nhưng hắn không biết rằng ai đang đứng sau búp sức mạnh cho anh. Chưa được ba chiêu thì John đã dùng chiêu dao ông chọc bụng ông. Sau cùng là bồi thêm một cú đá võ ngựa thảo nguyên khiến hắn giờ đây chỉ có thể quay tay bằng tay trái. Con mợ mặt nạ chim quạ thấy vậy liền chạy tụt quần cùng đàn em. John đuổi theo nhưng lúc này thần khỉ đã ngăn cản anh lại. Anh đã giết một người nên ông sẽ lấy đi máu cũng như một linh hồn của anh. Ông cũng muốn thả con cá nhỏ rồi thả lưới đánh một mẻ cá lớn. Vậy là khi lão già cứu anh thì ông đã niệm câu thần chú khiến John và thần khỉ đã giao ước một lời nguyền, tăng sức mạnh cho anh cũng như cứu lấy cái mạng nhỏ bé của John mỗi khi cần thiết. Nhưng đổi lại thì mỗi khi giết người anh sẽ phải trả bằng máu và linh hồn của mình cho Hanuman. Janet mất đi đứa con thì gào thét và vô cùng đau xót. Phía bên này lũ ác quỷ giờ đây chỉ còn thiếu một đứa bé nữa. Để nhanh chóng triệu hồi được tứ kỵ sĩ thì bọn chúng liền trở ra đi tìm thêm một đứa trẻ nữa. Tên Jaso với Sir Logan thấy đứa nào bắt đứa đó. Chưa kịp nói hết câu thì bị John túm cái miệng lại cho hỏi những đứa trẻ ở đâu. Mặt nạ chim quạ đâm anh một dao nhưng rất nhanh vết thương đã lành lại. Một đá vô ảnh cước khiến hắn sơ sẩm mặt mày. Hai tên còn lại anh cũng xử lý nhẹ như lông hồng. Jaso thông thạo một liền rút kiếm ra solo một mồm với anh, nhưng John đã thông thạo 7 tiếng nó mới đen cho Jaso. Anh như rắc lên quân đấm liên hoàn khiến cho mẹ hắn cũng không thể nhận dạng được con mình. Hắn đã chết lúc này mặt anh như bị thiêu đốt. Một người nữa lại chết cũng là lúc thần khỉ lấy đi máu cũng như một linh hồn của anh. Mặt lèo quả thấy vậy thì liền phấn nhanh, đã không bắt được đứa trẻ nào còn bị đá cho sức mọn. Về kể cho các con nghệ nghe câu chuyện về người gác đêm, hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hắn có thể là ác quỷ hay một con quỷ đang ngự trị bên trong hắn ta. Nếu hắn là con người thì vẫn có thể giết hắn ta trước khi con quỷ bên trong hòa hợp được với thân xác. Giết thân xác đó thì con quỷ bên trong hắn cũng tự động chết theo thôi. Đang đàm đạo thì đứt dây đàn, John ngắt cầu dao khiến cho cả bệnh viện mất điện, nơi cư trú của lũ ác quỷ cũng không tránh khỏi. Tên đầu chọc mọc tóc đội nón thấy vậy thì liền tự tin nói lần này để tôi giải quyết. Hắn cùng đồng bọn cầm đèn pin xông lên, đến nơi thì John đã chờ sẵn ở đây. Mày muốn gì? Thế còn mày muốn gì? Hắn hạ lên cho lũ đàn em lên giao cấu trước. Nhưng giam ba tên này có là gì đối với John? Móc rụt một tên đem về làm lạc sườn gác bếp ăn Tết, tên còn lại thì bị đá không trượt phát lào, tên cầm đầu bỏ nó ra thì là một quả đầu chọc tóc. Hình như thằng nào đầu chọc cũng đều nguy hiểm, hắn tắp anh một trường khiến vai anh dường như bị vỡ vụn, bồi thêm một đấm làm John bay về sau, cuối cùng là lấy dây định thắt cổ anh đến chết. Mọi người nghe thấy tiếng hét của John thì đứng ngồi không yên, mặc dù John đã khuyên mọi người dù bất chấp có chuyện gì thì cũng không ra được khỏi căn phòng này, nhưng không thể thấy chết mà không cứu. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại sợ đái ra quần liền chạy mất rồi khóa cửa trong lại. John lúc này biết mình vẫn còn quá yếu để đánh bại lũ ác quỷ. Anh liền cầm dao lên đâm thẳng vào mình để đến gặp thần khỉ. Anh muốn có sức mạnh quyền năng không giới hạn để có thể đánh bại được lũ ác quỷ. Thần khỉ thấy anh là một người có tố chất hơn người liền lập tức cởi trói và trao cho anh sức mạnh của khỉ. Nhưng thân xác của John từ đây sẽ là của thần khỉ. Thằng đầu chọc mọc tóc lúc này đang rất là a cay, con chim cú vì thịt đến miệng rồi còn dâng miệng mèo. Lúc này tên cầm đầu lấy ra một lọ tinh dầu thánh được trích xuất từ chiếc cằm của một người phụ nữ mang thai với cái chết đầy bi thảm. Pha thêm chút nồng độ của nước tiểu nên được gọi là tinh dầu thánh thì mới có thể làm suy yếu sức mạnh của thần khỉ, nhưng cái này chỉ có tác dụng trong 5 phút mà thôi. John lúc này đã trở lại lợi hại hơn xưa. Anh nói với Janet nhất định anh sẽ cứu được những đứa trẻ và cho bạn ác quỷ hiểu thế nào là đắng cay ngọt bùi của tình yêu. Janet đang đứng trước bức tượng nữ thần Santa Maria để cầu nguyện. Cô nói rằng truyền thuyết kể rằng nếu anh cầu nguyện với tượng Santa Maria thì bà ấy sẽ chỉ cho anh con đường đúng đắn và dẫn lối cho anh. Bất chợt những cánh tay trước đây xuất hiện đã chỉ đường cho anh rồi anh chạy thẳng một mạch đến cánh cửa. Cánh tay lại trực tiếp chỉ vào cánh cửa. Khi đã mở cánh cửa này ra thì sẽ không thể quay trở lại nữa, nhưng John vẫn quyết định cửa đi vào. Bên trong này là một hành lang với đầy những tiếng la ó, rồi cái gì đến cũng phải đến. Lũ ác quỷ biết không thể trốn được nên tên trùm cùng đồng bọn dắt theo hai đứa trẻ xuất hiện. John cầm cây gậy lao tới thì bất ngờ bị đầu chọc mọc tóc úp sọt. Hai bên lao vào phang nhau bằng tất cả những bí công mình có được, sử dụng vũ khí vô cùng linh hoạt. Hắn quấn dây vào cổ John nhưng cũng chẳng nhằm nhe gì. Anh liền dùng đầu hắn tạo tên một bản nhạc,
phi gậy một phát khiến đồng bọn của hắn chết ngay tại chỗ. Tên chúng thấy vậy liền hoảng sợ chạy luôn cho nó lành. Thằng chọc mọc tóc nhân lúc John không để ý thì tạt tinh dầu thánh vào người anh. Phút chốc anh bị mờ mắt và sức mạnh dường như bị suy yếu đi. Hắn thấy vậy thì vui như được mùa lên giọng, chú mày giống như quả xoài tháng 12 vậy, non và xanh, yếu con mẹ nó đuối. John lao tới củi trỏ thần sâu các kiểu nhưng giờ đây quá yếu nên đối với hắn chỉ như mũi đốt. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi vung chân đá một cú khiến John lăn lộn. Tấn công không được thì anh đây phòng thủ rồi lại tấn công. Với những chiêu thức võ mèo cào ngao đến từ hai phía, càng đánh càng ra nước. Hắn đá rồi đấm ba phát khiến John choáng váng dựa vào tường. Nếu cứ dính đòn tiếp tục như vậy thì thần chết cũng chẳng độ nổi anh. Nhưng dường như tinh dầu thánh đã hết hiệu lực, chỉ thấy anh khởi động lại gân cốt nghe giòn tan. Đầu chọc mọc tóc lúc này chỉ biết tránh né liên tục bị đánh lùi về sau. Hắn phải đón đấm ba phát vào mặt John nhưng chẳng hề hấn. A cay con chim cú John lao tới đấm khiến hắn xây sầm mặt mày. John hắn vào tường bóp cổ nhưng John bị móc vào bụng vừa đầy ra, mỏ quýt dài có móng tay nhọn. John trực tiếp rút cuống họng hắn như rút gà, cầm xương đâm một phát vào cổ rồi cho hắn một quyền vô ảnh cước. Đắp mộ cuộc tình hắn bằng chiếc xương như thịt lợn cuối năm ăn tất niên. Vậy là những đứa trẻ đã được anh cứu, đưa chúng trở lại với gia đình của mình. Rồi John tiếp tục xuống tìm tên đầu sỏ thì công an tới bắt lấy anh như ở đầu phim. Quay trở lại phòng giam, đầu cắt moi nói vậy là mày không giết được Mephisto. John lạnh lùng boy đáp, mặc dù chưa giết được hắn, nhưng hắn đang ngồi ngay trước mặt tao vì tao biết đó là mày. Thực ra nhờ thần khỉ nên mũi của anh thính như chó, đặc biệt đang là mùa đông nên thằng đầu moi đã hơn tuần chưa tắm. Khi hắn chạy trốn để thay trang phục cảnh sát đến bắt John, anh đã ngửi ra được mùi của hắn nên đã cố tình để bị bắt. Đầu cắt moi nghe được thì liền tức điên, khi con người cận kề cái chết thì sẽ có thể thấy được thần chết tới đón mình. Thần chết nói với John đừng giết hắn, nhưng với một kẻ xấu xa như ác quỷ thì làm sao John có thể tha mạng cho hắn. Tao là Hanuman còn mày giờ đây chỉ là một người bình thường. Đầu moi định bỏ chạy nhưng chạy đâu con sâu, tao vẫn sẽ thăng thiên, còn bố mày là thần chết. Bố mày sẽ đích thân đưa mày tới đó. John một gậy khiến hắn được như ước nguyện thăng thiên ngay tại chỗ. Vậy là cái ác đã bị tiêu diệt. Mọi người đều gửi đến John một lời cảm ơn. Còn anh lúc này mở một cánh cửa mới, bước sang một trang mới với thân xác của thần khỉ Hanuman. Bộ phim đến đây là kết thúc. Đoạn kết mở tôi nghĩ chắc sẽ có phần 2 đó các bạn. Nếu thấy hay thì đừng tức để lại một like cũng như đăng ký kênh để đón xem những bộ phim hấp dẫn cũng như phần 2 của bộ phim Shadow Master này nhé. Bye bye!